Top 5 sinh vật bí ẩn được camera quay lại. Chào các bạn, dường như khắp nơi trên thế giới đều có những câu chuyện về hiện tượng kỳ lạ mà khoa học chưa thể giải thích được. Từ ma cà rồng đến hồn ma ám ảnh, rất nhiều trường hợp đã được ghi nhận trong nhiều năm qua, thậm chí hàng thế kỷ. Nhưng nhiều nhà nghiên cứu đã thất bại trong việc lý giải sự thật hoặc xác minh sự lừa dối trong những đoạn phim hay bức ảnh được ghi lại. Các sinh vật bí ẩn đang tồn tại hay chỉ là tin đồn? Hãy cùng Top Bí ẩn khám phá Top 5 sinh vật bí ẩn được camera quay lại để xem chúng có thật không nhé. 1. Tôm thời tiền sử ở Nga. Năm 2007, phương tiện truyền thông Nga đã đưa một thông tin gây sốc toàn thế giới. Người ta tìm thấy tôm thời tiền sử ở xứ sở Bạch Dương. Theo họ, một công nhân xây dựng ở thành phố Chelyabinsk đã phát hiện con vật dị thường dưới một cái rãnh. Từ hình ảnh nhận được, cơ thể sống này giống loài động vật thuộc họ Sam. Tuy nhiên, đuôi của loài vật quái lạ này lại dài hơn đuôi của họ Sam. Nhiều người cho rằng có thể đây thực sự là một con Sam biển bị nhiễm phóng xạ. Họ giải thích thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986 ở Ukraine, lúc ấy vẫn còn thuộc Liên bang Xô Viết, chỉ cách vùng Chelyabinsk 150 km về phía tây bắc, nên không loại trừ khả năng một số sinh vật chịu ảnh hưởng của phóng xạ do tai nạn đó. 2. Sinh vật kỳ lạ trong cống thoát nước ở Bắc Carolina, Mỹ. Hình ảnh về sinh vật gớm ghiếc này sẽ khiến bạn không bao giờ dám chui xuống một cái cống với bất kỳ lý do gì. Đoạn video mà máy quay phim ghi lại vào năm 2009 cho thấy có một mảng bám kỳ dị trong cống thoát nước ở Cameron, Raleigh, Bắc Carolina, Mỹ. Tuy nhiên, đó không phải là mảng bám bình thường, nó là một cơ thể sống nhầy nhụa, kinh tởm. Cứ như một cảnh trong phim kinh dị nhỉ? Trong nó, chẳng ra hình thù gì nên những người phát hiện ra khá bối rối và không biết gọi nó là gì. Khi video được công bố, như thường lệ, cứ không giải thích được thì mọi người nghĩ nó là thứ gì đó ngoài hành tinh. 3. Cá ngoài hành tinh, vùng biển Caribe. Tháng 2 năm 2016, vùng biển Caribe bị khoái động bởi người dân Herb Malloran bắt được một sinh vật quái lạ có mình cá, mùi giống người và di chuyển dưới đáy biển bằng chân tại vùng nước nông của cảng Windward, Cariaco, Grenada, vùng Caribe. Cá ngoài hành tinh trông như một dạng người lai cá với đôi chân có những ngón hoàn chỉnh, không vây, xương chạy dọc sống lưng, hệt như xương sống của con người. Loài cá này được tìm thấy ở Đại Tây Dương, xung quanh đông Florida và trong vùng biển Caribe. Saltwater bassfish thường sống ở độ sâu từ 200 đến 1.000 mét. Tuy nhiên, thỉnh thoảng bạn vẫn có thể bắt gặp nó trong các vùng nước nông ven biển và các cửa sông. 4. Mực khổng lồ. Young Squid, mực khổng lồ đã được nghe nói đến từ lâu. Có những câu chuyện do các nhà thám hiểm kể lại, hay từ những hình ảnh cổ xưa con người cố gắng vẽ ra. Ước tính, chiều dài mực to con cũng phải từ 9m đến 18m, nặng sắp xỉ nửa tấn. Rất hung dữ, có thể nói như quái vật đại dương. Vào ngày 27 tháng 1 năm 2013, trên kênh Discovery đã phát sóng hình ảnh mực khổng lồ được quay lại bởi camera thám hiểm dưới biển sâu. Những hình ảnh sóng động này chắc chắn mang lại cho bạn sự hào hứng nhất định đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Như vậy, mực khổng lồ là có thật. Con quái vật này nằm ở ngoài khơi xa biển Nhật Bản. Theo tiến sĩ Tsunami Kobodera, nó bị mất hai suất tù dài nhất, có nghĩa là chiều dài ban đầu của nó lên tới 8 mét. Nhóm nghiên cứu thuộc Bảo tàng Khoa học Quốc gia Nhật Bản phối hợp với kênh Discovery đã quay đoạn phim này bên trong một con tàu lặn chuyên dụng ở độ sâu 500 mét dưới đại dương. 5. Sinh vật lạ có đuôi chuột, không đầu, không mắt, không chân. Beth Dean, một nhà môi giới bảo hiểm đến từ Portsmouth, đã rất sợ hãi khi khám phá ra sinh vật bí ẩn đang quằn mình bò trong góc hiên nhà. Sinh vật lạ không hề có mặt, phần đầu hay chân, mà chỉ có một thân mình tròn trùng trục như củ khoai lang và chiếc đuôi như đuôi chuột. Thật kinh tởm, tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này. Nó là gì vậy? Beth chú thích khi đăng tải video. Cô nói thêm, thứ ngoài hành tinh nhỏ bé kỳ lạ này vẫn còn sống. Tôi cho nó trượt đi để đến với những người bạn ngoài hành tinh của mình, dù chúng đang ở bất cứ nơi đâu. Quả thực, những gì khoa học nghiên cứu và phát hiện ra được quá nhỏ bé, còn những gì nó chưa thể lý giải được lại quá rộng lớn. Vì vậy, chúng tôi sẽ đặt quyền quyết định xem những sinh vật đáng sợ này có thật hay không vào tay bạn. Tin hay không là ở bạn, nhưng sự thật là có những điều tồn tại ngoài kia và vẫn đang được phát hiện hàng ngày. Các bạn hãy bình luận cảm nghĩ của mình, Top Bí ẩn sẽ đọc từng bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!